Thọt quá nhiều. Thọt ta, thọt krup. Mên. Tại thằng dục thằng thằng ai chứ. Tại thọt dục thọt thằng ai chứ. Thế bọn sẽ mà bọn nào này thọt mấy cát. Hỏi có đi quay phim lễ Chan Sì Ma ở chùa Đà Bà không? À, tôi nói lễ lớn rồi còn quay chứ. Ở đây giờ là chút nữa là nắng lên là nóng rồi. Bây giờ còn bắt đầu nóng rồi. Cái vùng này mấy hôm nay không có mưa. Cái cách mà cày đất đó, ở đây không có thay đổi. Đã trăm năm nay rồi nhưng mà chiếc xe bò thì có cải tiến. Xe bò bây giờ thì nó bự hơn. Xưa xe bò nhỏ có bánh đó. Xe hơi chỉ có cái áp bò và cái này nó không thay đổi nhưng mà cái thùng thì có thay đổi. Ồ, cái xe xoay á. Đó, cái cài này cũng cả trăm năm rồi. Nắng quá cũng đẹp. Nắng quá nó bị cái không khác rồi. Tăng đen nó nặng quá. Nắng là sáng cỡ mấy 8 giờ nắng. Ở đây có nghĩa là cái không khác đó. Cái nhau màu trắng đen đó, nó mạnh quá thành thử là như nắng trắng, còn nắng nắng vàng. Nó trên rẫy là chạy trên rẫy là nó gần trên núi là ta chạy vô làng về tới làng.
gì ha, nó kêu tu hú, kêu ve ve, nó kêu đùng trong này. Có cây cây cầm bên đường rồi, nó chín rồi này. Cái này mà nó lọt dọc đường như thế này rồi là mấy đứa nhỏ là nó hết. Cây này nó nhỏ nhưng mà trái nó nhiều. Có đầu chín rồi. Nửa tháng nữa có cầm ăn nè, tháng nửa tháng gì đó. Ở đây có bắt đầu có nhiều cây cầm có trái nè. Con này nó ngói có hùng hùng mà nó chưa có chín. Chừng nào mà nó chín nó đen thùi rồi, lúc đó ăn mới muối chua chua ngọt ngọt, còn giờ ăn là còn chát. Cái cây này nó trái cũng nhiều à, sát bên đường nhiều, bà con chạy tới chạy vui thấy là xuống bẻ. Mới hường hường mà chưa có đỏ, chưa có đen. Ở đây là xứ cam nha bà con, ở trong này là cam khủng khiếp đó. Hôm nay ở ngoài Bắc tụi nó vô nó mua mấy trăm cây cam, mấy cây cam cổ thụ, nó mua nó chở đi đâu luôn luôn. Cam cổ thụ rồi cam toàn là 50 năm trở lên đó. Nghe tiếng ve kêu không? Đó là núi Cô Tô. Ở đây xưa chắc cũng cây thốt nốt nhiều lắm mà người ta đốn thì từ từ hết. Cây thốt nốt ở đây không ai làm, không có ai lấy nước, không có làm là được. Thấy trơ trụi, không có cây để leo lên này, cây trăm ta đào lên. Ở đây còn ve quá trời, kêu trùm ở đây. Cái này là con đường mòn đi ngang ruộng bậc thang tà bạ đó nha bà con. Ở đây còn con đường đất này đẹp. Ta làm đậu phộng, ta trồng đậu phộng. Cái này là ruộng trồng khoai tây. Đất ở đây là thuộc loại đất cát.
đất cát thì trồng cái loại nào có củ thích hợp. Còn đây là ruộng đậu xanh. Đây là ruộng khoai từ. Khoai từ thì lên liếp. Đậu xanh hình như không có lên liếp. Lên liếp là lên luống. Mấy cây này cây trăm không đó bà con? Cây bên này nè, giấy này là trăm không? Ở trong này thì mấy cái cây cổ thụ thì nhiều nhất là cây trăm. Cái cây bự bự thì cũng có dài ba cây xoài, nhưng mà trăm thì rất là nhiều. Còn mấy cái cây mà như cây cọ đó là cây thốt nốt. Con ta làm cỏ cái ruộng khoai từ. Kiếp cỏ vậy. Cây trăm ở chỗ này đó, cái lỗ chỗ này nè là ta cũng là cây trăm hồi trước, nhưng mà người ta bán này cho tụi nó đào đi rồi nó tỉa nhánh, rồi nó còn mấy cái nhánh đó thì người ta ra người ta lấy mấy cái nhánh về làm củi nè, nhánh cây trăm á. Chắc lên xe người ta chở về làm củi, cái xe không nông. Cái người mà người ta bán cái cây trăm á, một cây cũng được 20-30 triệu vậy đó. Nhưng mà mấy cái cây già nó nhiều cây nó bắt đầu nó cho trái ít, với trái nó nhỏ, thành thử là người ta bán. Với khi mà cây trăm nó lớn quá, nó mọc nó ra nhánh, ra cái tàn nó lớn, nó làm ảnh hưởng tới ruộng lúa mà người ta làm ở gần đó, tại nó che mát, nó che mát từ cây lúa không có tốt. Khi mà cái tàn nó bự như thế này là nó che cái ruộng, che cái ruộng, nó che lúa. Che lúa thì nó ảnh hưởng đến năng suất lúa, thành thử là một là người ta chặt nhánh đó, người ta tỉa nhánh cho nó nhỏ lại. Nhưng mà sẵn dịp có người có dân ở ngoài Bắc nó vô nó mua người ta bán luôn. Tớ có thể lâu bán xoài riết vậy. Hả? Xoài rơ. Xoài rơ. Hả? Xoài rơ. Anh vô. Vô mua hấu mà.
con này là đang nhổ khoai lang. Nó đi lượm xoài rụng rồi. Thấy một trái. Xoài tế miền tầm động dương này miền đấy. Liên cục lấy nằm đông thế ập liền. Nông dân thường tiên. Sẽ khá lăng ri nhỏ. Trong khô chỗ. Chân này, tay dân này kêu với chuột. Rồi, chuột rồi. Sao mình khơi bộ bộ cái thần thóa mất màn tà bàn liền. Sẽ ập liền tiết. Đây là nông xà rư quá à. Ngọp á nha. Mà cối bàn được bị bay mơm chắn ngọp á. Dạ hót. Còn có nó còn cục thay cỏ. Trọng tê bà chùa cây bàn con chùa mà chùa cây. Một ngày to gấp pi rối. Pi rối mà chả xe mãi tí á. Xây cái lăng thay đó ngọt từ sợi chọc thay. Mình ngọt và chưa chôn ở. Ôi! Ôi nhiễm đạm á! Ê! Ôi nhiễm đạm á! Mình ta nhớ đồ phẩm. Bảo cái này nhổ xong rồi. Lấy hộp rồi ta, bây giờ ta gom cây rồi. Ta lấy cây đậu phộng về cho bò ăn. Hai đứa này đang lật đậu phộng.